ca sĩ Nguyên Vũ tuyên bố xử đẹp Phượng Ruồi đã quá sức chịu đựng. Mới đây trên trang cá nhân, Nguyên Vũ thông báo gửi đơn tố cáo chuyện mình bị Hồng Phượng và đám trùi ve tấn công về tinh thần cho người theo dõi và đe dọa an toàn của Hồng Loan. Thời gian qua, cùng với Hoa hậu Phương Lê, ca sĩ Nguyên Vũ đã kề vai sát cánh ủng hộ và giúp đỡ cho con gái của cố nghệ sĩ Tô Vũ Linh là Hồng Loan. Cũng vì điều này mà anh liên tục bị phía đối nghịch với Hồng Loan tạo nick giả để tấn công, chỉ trích. Không hề sợ hãi hay né tránh, nam ca sĩ lập tức đăng đàn đáp trả. Nguyên Vũ cho biết, với anh đúng sai rõ ràng, còn chuyện anh làm được gì cho xã hội thì có bằng chứng hẳn hoi, nam ca sĩ viết. Xin lỗi mọi người, lâu lâu cho Vũ tâm sự một chút. Khi Vũ giúp đỡ bé Hồng Loan, thì có mấy người bên phía ức hiếp em Loan khó chịu hoặc ganh ghét đã tạo nick tấn công Vũ và nói những lời nặng, như kiểu mày giúp gì được cho ai, giúp gì cho xã hội chưa mà bày đặt nhảy vào giúp nhỏ con nuôi đó. Nên hôm nay xin phép mọi người cho Vũ thả nhẹ, khoe những gì đã và đang làm, cho những hoàn cảnh khó khăn. Dưới đây chưa kể đến những trường hợp Vũ đã âm thầm hỗ trợ cho rất nhiều hoàn cảnh mà Vũ không tiện nêu tên. Với Vũ đúng là đúng, sai là sai, Vũ sống không sợ bất cứ bè phái nào và luôn tâm thế một mình nên cũng không sợ chuyện thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, miễn sao sống vui vẻ, không thẹn với lương tâm là được. Thời gian qua với 30 năm làm nghề, Vũ luôn sống biết ơn vì cái tên cũng như hình ảnh của một Nguyên Vũ mà khán giả đã tin yêu nuôi dưỡng nó. Bởi vậy, Vũ chỉ sợ duy nhất là công chúng khán giả thôi. Bên cạnh đó, Vũ cũng chỉ mong muốn cho mẹ mình về già được vui vẻ hãnh diện về đứa con trai này, nên Vũ luôn muốn sống với nghề mà người ta thường hay nói là xứng ca vô loài phải thật đẹp, thật văn minh và ý nghĩa. Ngay sau động thái này của Nguyên Vũ, Hồng Loan chia sẻ bài viết của người anh thân thiết về trang cá nhân mình. Cô còn chú thích ngắn gọn nhưng đầy yêu thương, thương ông anh của móm. Khách tới ăn bún bò chửi Phượng Ruồi tuyên bố ủng hộ Hồng Loan. Mới đây mạng xã hội xôn xao trước một đoạn clip khiến nhiều người cười ra nước mắt. Một người phụ nữ đến ăn bún bò quán Phượng Ruồi. Khi được YouTuber hỏi, bà tuyên bố ủng hộ Hồng Loan vì chắc chắn trong chuyện này Hồng Loan là người đúng và Hồng Loan sẽ thắng kiện. Bà ăn bún Phượng Ruồi là tò mò tới ăn thử cho biết, chứ nhìn cái mặt nó có nguyên con ruồi trên mặt là bà không ưa rồi. Từ khi mở quán bún bò thì Phượng Ruồi liên tục bị kiếp nạn ập tới, khiến cô chóng mắt hoa mắt. Nào là khách ăn bún bị ngộ độc, công an kiểm tra, bây giờ lại đau đầu hơn khi những người ủng hộ Hồng Loan tới ăn bún, ngồi chửi mình ngay tại quán mà không dám làm gì. Trước đó, sau khi ồn ào tranh chấp tài sản với Hồng Loan nổ ra, Hồng Phượng còn bị gạch tên khỏi một chương trình truyền hình mà cô tham gia, sau đó cũng không xuất hiện thêm trong các show diễn, khiến cô không có thu nhập từ việc đi diễn suốt 6-7 tháng qua. Để có nguồn thu nhập, Hồng Phượng cùng gia đình mở một tiệm bún bò. Sau khi khai trương, Hồng Phượng hào hứng khoe quán bún bò được nhiều khán giả ủng hộ. Còn có ngày Hồng Phượng tiết lộ cô bán hết 3 nồi nước lèo, khoảng hơn 200 tô bún bò và không giấu được niềm vui khi được khách hàng ủng hộ. Thế nhưng, vui chưa được lâu thì Hồng Phượng mới đây bị tình trạng bom hàng, thậm chí còn có người gọi báo đặt cho nghệ sĩ Kim Tử Long. Nhưng khi shipper giao hàng liên hệ, phía nghệ sĩ Kim Tử Long cho hay anh không đặt hàng, khiến Hồng Phượng loay hoay không biết phải xử lý những phần bún bò đã được chuẩn bị thế nào. Trước đó, lùm xùm tranh chấp tài sản giữa gia đình Hồng Phượng với Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh, trở thành tâm điểm gây chú ý. Cụ thể, Hồng Loan mâu thuẫn với nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh, về vấn đề tranh chấp tài sản. Hồng Loan sau đó nộp đơn lên tòa án phản tố yêu cầu nguyên đơn di dời hết tài sản ra khỏi căn nhà đã được sang tên cho cô. Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý đơn của Hồng Loan. Theo đơn này, Hồng Loan là bị đơn trong vụ kiện tranh chấp thừa kế di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn khởi kiện là bà Võ Thị Hồng Nhung. Nội dung trong đơn phản tố cho biết bà Loan yêu cầu nguyên đơn và bà Lê Thị Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận. Hiện căn nhà đã được sang tên cho Hồng Loan. Được biết, nếu Hồng Phượng gặp khó khăn khi ra bán bún bò, thì Hồng Loan lại được khán giả ủng hộ nhiệt tình, bán hàng online vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên sau đó nhiều khán giả vạch trần chuyện Hồng Phượng nổ to và quán bún bò mở ra thực chất là để rửa tiền, hợp thức hóa số tiền phúng điếu đã chôm chìa được trong đám tang cậu nam Vũ Linh. Hiện tại Hồng Phượng đã hạn chế đi hát và tập trung phát triển lĩnh vực bún bò, còn tuyên bố bán bún lời hơn đi hát, khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Luật sư của Hồng Loan báo tin cực vui. Thêm bằng chứng chống lại mẹ con Phượng Ruồi, phía Hồng Loan nắm chắc 99% tỷ lệ thắng. Hồng Loan, Ni và luật sư đã lên Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận 2 lần để làm việc. Có nhiều việc liên quan đến vụ án tranh chấp về thừa kế, sắp tới tòa sẽ giải quyết. Nếu phải diễn ra một phiên tòa công khai, luật sư cũng mong chờ tới ngày đó sớm để được xem phán quyết công minh của tòa án. Một vụ án hy hữu và không chỉ riêng luật sư hay Loan hay Ni, mà rất nhiều người chờ đợi trên mọi miền đất nước. Cũng từ hôm nay, xin cho luật sư dùng tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho Võ Thị Hồng Loan để gửi đến quý anh chị, những người thật lòng yêu thương cô Hồng Loan, những lời chia sẻ chân thành như sau. Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng mạng đã yêu thương bảo vệ Hồng Loan. Từ khi bắt đầu câu chuyện gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh,
Cộng đồng mạng, mọi người đã dành tình yêu thương vô điều kiện cho Loan, đơn giản xuất phát từ sự yêu mến cố nghệ sĩ và sau đó là sự cảm thông, thương cảm và tội nghiệp cho cô con gái của cố nghệ sĩ, hơn hết là do mọi người bất bình trước những điều mắt thấy tai nghe mà trái đạo lý thông thường. Xuất phát từ tình cảm thương mến, tội nghiệp, mọi người đã theo dõi, ủng hộ Loan, chia sẻ cho nhau, có người lên tiếng bảo vệ, mọi người cùng nhau yêu thương Loan và cầu mong mọi chuyện liên quan sớm được giải quyết để lấy lại công bằng. Tuy nhiên, mấy ngày vừa qua, nhiều thông tin bảo có một số anh chị em yêu mến lên tiếng Hồng Loan đã bị công kích, bị tấn công từ trên mạng đến đời thường. Vì vậy, một lần nữa xin tri ân sự giúp đỡ, lên tiếng bảo vệ Hồng Loan, bảo vệ lẽ phải của các cô chú anh chị trong thời gian qua. Nhưng sự lên tiếng của quý anh chị làm ảnh hưởng đến cá nhân gia đình của quý anh chị, thì mong anh chị dừng lại để bảo vệ mình và gia đình yêu thương của mình. Về diễn biến pháp lý, cũng thời gian gần đây, nhiều người nóng ruột với những diễn biến diễn ra xung quanh Loan. Có thể lo lắng cho Loan, cũng có thể có lý do khác, nhưng việc mọi người liên tục nhắn hỏi sao lâu quá chưa thấy thông tin, không biết các luật sư đang thực hiện các công việc pháp lý thế nào. Cộng đồng mạng liên tục đặt câu hỏi chất vấn, có khi có người trách móc lên án người này người kia, làm cho người trong cuộc vô tình bị áp lực, không thể chia sẻ hết thông tin thỏa mãn sự mong đợi của mọi người. Luật sư mong rằng, vì mọi người đều xuất phát từ tình yêu thương đối với Loan, thì xin hãy yên tâm để chúng tôi làm việc đúng vai trò luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan. Chúng tôi phải cam kết bảo đảm bí mật công việc liên quan đến thân chủ cho đến khi vụ án được giải quyết xong. Khi có kết quả, chúng tôi nhất định chia sẻ những thông tin thỏa lòng cộng đồng mạng đã yêu thương và mong mỏi cho Hồng Loan. Qua đây, luật sư và Loan Ni chỉ mong mọi người nếu giữ tình yêu thương cho Loan thì đừng quan tâm tới những kẻ tấn công Loan, hãy mặc kệ, họ muốn truyền thông cứ để họ làm. Không phải họ lấy bùn trét lên mặt người khác là mặt người ta bẩn, mà thực chất mặt người ta chưa bẩn thì tay họ đã bẩn. Xin hãy bình tĩnh trước những chiêu trò của họ, cộng đồng mạng không dễ dàng bị dẫn dắt. Nếu ai đó muốn người khác tin và thương thì hãy minh bạch giữa nói và làm. Chúng ta hãy chỉ phản biện những điều cần phản biện, chỉ chia sẻ những câu chuyện hay, đẹp, thì ký ức về cố nghệ sĩ Vũ Linh và con gái, các cháu ngoại mà ông yêu thương. Cần lắm mời quý cô chú anh chị cung cấp càng nhiều những thông tin phản hồi tích cực. Tình yêu thương là thứ tình cảm rất đổi thiêng liêng, xuất phát từ tâm thành ý. Quán bún bò Hồng Phượng tiếp tục bị xử lý kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, lần này phạt nặng. Bà Tô Thị Lành đã bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm các quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và để khách sử dụng lòng đường làm nơi để xe gây ảnh hưởng giao thông trên địa bàn Phú Nhuận. Liên quan đến vụ người dân tố quán bún bò của Hồng Phượng đổ đồ ăn cũ vào nồi để bán, cơ quan chức năng vừa có thêm quyết định xử phạt hành chính 58 triệu đồng đối với bà Tô Thị Lành, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lành bị xử phạt về hành vi vi phạm các quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn và nhà hàng. Trước đó, bà Lành đã bị xử phạt hành chính 38 triệu đồng về hành vi sử dụng hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống, để bàn ăn và xe máy gây cản trở giao thông. Chủ quán ăn này cũng cam kết sẽ không tiếp tục buôn bán ngoài lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Như vậy, bà Lành đã bị phạt tổng cộng 96 triệu đồng về các hành vi nêu trên. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin người dân tố quán bún bò của nghệ sĩ Hồng Phượng dùng nước lèo cũ để qua ngày vì bán ế, rồi đem nấu đi nấu lại nhiều lần, khiến nhiều khách hàng ăn bị đau bụng. Việc này khiến những người chứng kiến rất bức xúc. Vốn có hiềm khích từ trước, nên quán bún bò của Hồng Phượng thường xuyên bị các bà con hàng xóm theo dõi và lén quay clip để tung lên mạng. Theo người dân sinh sống quanh khu vực này, quán bún bò này chỉ mới hoạt động khoảng nửa tháng nay, nhưng đã rất nhiều lần vi phạm về vệ sinh cũng như trật tự đô thị. Nhiều khách để xe chắn cả lối ra vào nhà, khiến người dân vô cùng bức xúc. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo quận Phú Nhuận đã chỉ đạo công an phường 15, nơi xảy ra sự việc, khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Quận Phú Nhuận đã cử đội công tác gồm quản lý đô thị, dân quân xuống làm việc với chủ quán bún bò này. Qua xác minh, cơ quan chức năng quận Phú Nhuận đã mời bà Lành lên làm việc. Người phụ nữ này thừa nhận hành vi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông. Đồng thời, việc nấu lại nước dùng còn thừa của ngày hôm trước, vì bà cho rằng nước dùng nấu càng lâu càng ngọt, không ảnh hưởng đến vệ sinh. Còn việc nhiều khách hàng bị đau bụng, bà Lành cho rằng đó chỉ là trùng hợp.